Dạ con thưa sư, một người không học, không tu Phật Pháp nhưng vẫn thường xuyên làm việc từ thiện với người có học, có tu Phật Pháp nhưng không làm từ thiện gì cả. Có cái này sẽ có cái quả báo khác nhau. Cái người không học Phật Pháp nhưng người ta vẫn làm từ thiện ấy, thì cái người đấy sẽ tạo ra những cái phước hữu lậu. Và cái quả báo của cái người ấy là nếu như kiếp sau được sinh lại làm người thì người ta được cái phước như là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ. Nhưng mà vị ấy vẫn sống lâu mà sống với phiền não, mạnh khỏe nhưng vẫn mạnh khỏe với phiền não, giàu có nhưng cũng vẫn phiền não, tức là vẫn có tham sân si, có thông minh học giỏi nhưng vẫn bị phiền não chi phối. Vì đó có thể là rất là cái sự sung túc về vật chất nhưng mà cái nỗi khổ về tinh thần thì vẫn có. Như là vị đó có thể có chức quyền, có danh vọng, có địa vị, có tài sản nhưng mà vị đó vẫn khổ tâm, vẫn buồn phiền, vẫn bực bội, vẫn cảm thấy cuộc đời này khổ đau vì tinh thần chứ không bao giờ thỏa an vui về đời sống nội tâm cả. Đấy là cái người không học Phật Pháp nhưng chỉ biết làm thiện. Còn cái người mà chỉ tu tập nhưng không làm một cái việc phước thiện gì, tức là chỉ có học Pháp và thực hành Pháp, thì cái vị ấy do không tu tập gì, nếu như cái vị ấy nỗ lực thực hành, vị đó có thể chứng được đạo quả ở đời này thì vị đó sẽ không còn đời sau nữa. Và vị đó không còn biết vui buồn sướng khổ ở đời sau như thế nào. Còn nếu như vị đấy chưa có thành tựu được đạo quả ở đời này mà có thể vị đó tái sinh về đời sau, ví dụ như vị đó có thể tái sinh lại làm kiếp người ở tương lai chẳng hạn, thì do cái công đức, do cái công phu tu tập ấy, vị ấy sẽ là một cái người tam nhân, tức là có cái trí tuệ đó, đi kèm, và do có cái giới thanh tịnh, do có cái tâm thanh tịnh ấy, nó vẫn cho cái vị đấy có cái đời sống không thiếu gì về vật chất. Tức là cái vật chất nó chỉ là một cái rất là bình thường. Nếu như vị đó chỉ cần nỗ lực tu tâm thôi, vị đấy vẫn có thể có cái phước về vật chất, chứ cũng không phải là chỉ tu tâm mà không có phước về vật chất. Nếu như vị đó chỉ cần có cái tâm giữ giới thôi, giữ giới thanh tịnh, vì đó chẳng cần bố thí nhiều, làm việc thiện nhiều, vì đó chỉ cần giữ giới thanh tịnh, vì đó phát nguyện là kiếp sau mong rằng tôi sẽ làm vua, tôi sẽ làm triệu phú, tôi có đầy đủ tài sản, vì đó vẫn thành tựu được. Kiếp sau vì đó vẫn thèm vua, vẫn đầy đủ chức quyền danh vọng. Vậy thì cái người làm từ thiện không thể sánh bằng cái người chuyên tu được. Người chuyên tu không cần làm từ thiện gì mà khởi lên cái ước muốn có những cái hạnh phúc vật chất thì vị đó vẫn dư giả hạnh phúc vật chất. Còn nếu như vị đó tu tập ấy hướng đến cái mục đích chứng ngộ niết bàn, vị đó không tham vọng về vật chất thì vị đó sẽ đi đến niết bàn và chấm dứt khổ đau, và đặc biệt là vị đó sẽ không có đắm nhiễm vào vật chất. Nếu như vị đó có vật chất, vị đó cũng chẳng đắm nhiễm, vị đó coi thường, vị đó có chức quyền, vị đó cũng buông bỏ, có danh vọng cũng buông bỏ, có tài sản cũng buông bỏ, vì vị đó coi những cái thứ đó là những cái khổ đau. Và chỉ có cái đời sống an tịnh, cái đời sống chi túc thiểu dục viễn ni, tu tập nội tâm mới là hạnh phúc thật với vị đó. Thì thấy vị đó không cần chức quyền danh vọng và những cái tài sản vật chất, và coi đó là cái không quan trọng. Vị đó sẽ hạnh phúc với những cái nội tâm không có phiền não ấy, thì cái đấy mới là quan trọng hơn. Thì cái quả báo của cái người tu tập mà là như vậy. Nếu như vị đó muốn hưởng về hạnh phúc vật chất vẫn có, nhưng mà vị đó thường sẽ không đắm nhiễm vào vật chất. Nếu như vị đó chân chánh tu tập thì vị đó sẽ đi đến niết bàn nhanh chóng ở tương lai. Còn cái người tạo phước nhưng không tu tâm thì cứ hưởng hết phước rồi lại đi luân hồi, tái sinh mãi mãi, không bao giờ chấm dứt được.